chương trình nào cũng vậy, Ngôi Sao Hướng Dương Group cũng đều tổ chức một phần vô cùng đặc biệt, đó chính là cắt bánh để chúng ta chúc mừng sinh nhật của các thủ lĩnh câu lạc bộ, của các bạn, những tài năng nhí của chúng ta trong trực thuộc Ngôi Sao Hướng Dương Group. Và ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, và chương trình của chúng ta cũng đã chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật vô cùng đặc biệt để chúng ta vừa chúc mừng cho sinh nhật của tất cả mọi người tháng 10, và cùng với đó là chúc mừng cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp tới ạ. Chúng tôi xin được mời Chủ tịch Phạm Thị Ngọc Thanh có thể mang chiếc bánh của chúng ta lên sân khấu được không ạ? Xin mời ạ. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, và ngay sau đây lên sân khấu thì xin mời tất cả các tài năng nhí và các thủ lĩnh câu lạc bộ chúng ta cùng hãy bước chân lên sân khấu ạ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng cất cao tiếng hát chúc mừng sinh nhật các cô chủ nhiệm có ngày sinh nhật trong tháng 10 và các tài năng nhí. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday to you. Có ngày sinh nhật trong tháng 10. Xin chúc các tài năng nhí và đặc biệt chúc tất cả phái nữ của chúng ta có một mùa. Mọi người ơi, đây là chiếc bánh chúc mừng tất cả các chị em đây. Các chị em giơ tay lên coi nào. Xin mời mọi người các chị em mình lên hết đây nhá. Cho vui nhá. Nào, cô nhờ tí, cô nhờ tí. Các con ơi, ăn no chưa? Ăn no chưa? Ăn no rồi đúng không? Bây giờ mấy món bánh nữa nhá, phải ăn nhá. Rồi cô Thanh Trâm này. Vâng, 20 tháng 10 thật rực rỡ dành cho các ai chưa em không? Lên đây. Đứng ở dưới này cũng được nhá. And happy birthday, happy birthday to you. Ai hát đi hát. Nào mọi người vỗ tay cùng ạ. Yeah. Vâng, tất cả mẹ và tất cả các con chúng ta cùng vỗ tay thật to và hát vang bài hát Happy Birthday. Chúc mừng sinh nhật và chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Chúc các bà, các mẹ, các chị sẽ luôn luôn xinh đẹp, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Vâng, vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? Chúng ta vừa vỗ tay vừa nhún nhảy nào. Ngày hôm nay ta cùng hoa ở nơi đây. Mọi người bên nhau ta mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt đèn. Happy birthday, happy birthday to you. Chúng ta lùi lại một chút ạ, không phải bạn nhỏ tình nào. Lùi lại. We'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy nào, ngồi xuống để vỗ tay nhá, không là tình nào đấy. Happy birthday, happy birthday to you. Mời các bạn mẫu, các bạn biểu diễn, các bạn ngồi xuống nào. Không phải chúng mình sẽ du vào nhau. Không phải tất cả các bạn ngồi xuống nào. Anh ngồi đây, Bảo An ơi, anh ngồi không? Đây ạ. Các bạn nhỏ chúng ta ngồi gọn. Đây đâu ạ, tất cả chúng ta giơ hai tay lên ạ. Đoạn này rất là slow motion luôn. Nào. Ngày hôm nay ta cùng hòa vang nơi đây. Mọi người bên nhau ta chúc mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. Mọi người vẫy tay nào. Lần nữa nào. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday to you. Camera cho mình thiếu chú hô 1, 2, 3 các bạn hô Ngôi Sao Hướng Dương đúng không nào? Sẵn sàng chưa các bạn ơi? Bé quá. Nào chúng ta cùng hô nhá. 1, 2, 3 Ngôi Sao Hướng Dương. Ngôi Sao Hướng Dương. 1, 2, 3
birthday luôn rồi. Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Happy birthday to you and happy birthday. Các bạn chúng ta chờ một chút nhá, các bạn sẽ được cắt bánh và thưởng thức bánh của ngày hôm nay do ngôi sao Hướng Dương chuẩn bị cho tất cả các bạn nhỏ. Vâng ạ, phần cắt bánh tri ân chúc mừng sinh nhật cũng như là ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 của chúng ta. Nhảy lên nào các bạn ơi, nhảy lên. Chúng ta kết thúc chương trình Party Rose Queen ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đại biểu khách quý, quý phụ huynh và các em nhỏ đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau của Ngôi Sao. We'll be, and we'll all sing for your birthday.